đạt đỉnh lên đến 16% tại một số ngân hàng vào năm 2023, nhưng sau đó lại giảm đáng kể. Sự sụt giảm này giúp thúc đẩy giao dịch tại một số sự kiện mở bán. Đơn cử 80% số căn hộ của một số dự án như dự án phân khúc tập trung như Previa của Khang Điền House, Glory Heights của Vinhome, Akari của Nam Long được bán nhanh chóng. Bên cạnh đó thì khối lượng giao dịch đất nền, phân khúc có tính đầu cơ cao nhất thị trường cũng tăng trở lại. Tiếp nữa, một số bất động sản cao cấp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đã tăng giá mạnh với những căn đã có giấy tờ sở hữu, quyền sở hữu rõ ràng. Tòa A3, dự án nhà ở xã hội THT New City tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội liên tục lỡ hẹn bán giao nhà, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh bị áp lực về tài chính khi vừa phải trả lãi mua nhà, vừa phải trả tiền thuê trọ. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện cho biết dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 3. Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát cho thấy chủ đầu tư không thực hiện theo các cam kết, tiến độ triển khai rất chậm. Về phía chủ đầu tư, đơn vị này hứa hẹn rằng dự án sẽ được khởi động lại vào tháng 4 và bàn giao nhà vào tháng 9 năm 2024. Trong nửa sau tháng 1 này, các địa phương tại Thanh Hóa sẽ tổ chức hàng chục cuộc đấu giá. Trong đó đáng chú ý, ngày 26 tháng 1 sẽ diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 190 lô đất ở tại điểm dân cư nông thôn Văn Bắc, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. Các lô đất có diện tích từ 95,5 đến 365m², giá khởi điểm từ 520 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng một lô. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thị trường bất động sản ngày hôm nay. Tiếp sau đây, xin mời quý vị chúng ta cũng sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo. Bố mẹ ơi, vợ chồng con sắp xây nhà mà vẫn chưa tìm được nơi nào cung cấp thiết bị nội thất ưng ý cả. Sao con không qua showroom Hùng Quý 20 Cát Linh đi? Dạ. Đấy là đơn vị cung cấp gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, tủ lạnh, tay nắm khóa cửa, công tắc ổ cắm điện, đèn và đồ trang trí từ các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Bố còn nói chuẩn đấy. Dạ. Bao năm nay đồ đạc nhà mình toàn của showroom Hùng Quý thôi. Đúng rồi. Ôi, giờ con lại không nghĩ ra toàn những đồ đẹp lại còn bền cùng năm tháng nữa. Đặc biệt, bất kể bộ sưu tập nào mới nhất trên thế giới từ các thương hiệu nổi tiếng như Bentley Home, Giorgio Collection, Versace, Duravit, Hans Grohe là đều có ở showroom Hùng Quý hết. Mà này, dạ hai mẹ con phải trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng và hậu mãi của showroom Hùng Quý mới là đỉnh cao. Đúng đúng đúng. Bao lâu nay nhà mình cần bảo hành bảo trì gì là cũng được hỗ trợ ngay, có khác gì bảo hành trọn đời đâu. Đúng rồi. Ôi, thế thì tuyệt vời quá. Thế thì các cháu của ông bà sau này vẫn dùng đồ của showroom Hùng Quý thôi. Cam kết thưởng ngay 3 tỷ đồng nếu phát hiện sản phẩm không chính hãng. Showroom Hùng Quý.
vào khu vực này. Trần Duy Hưng nữa, dòng phương tiện cũng đang đông lên. Lối từ đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh thì sẽ khó hơn. Ở chiều đường ngược lại, giao thông trong ngày hôm nay có thể tính là tương đối ổn. Tiếp tục với dòng phương tiện hướng về cây cầu Vĩnh Tuy ở vào thời điểm này, khi mà chúng ta đi qua khu vực khu đô thị Tham City, chúng tôi quan sát thấy là các phương tiện cũng đang rất khó khăn mới có thể qua được điểm đường này để lên với cây cầu Vĩnh Tuy. Lên đến mặt cầu thì chúng ta có thể di chuyển với một tốc độ tốt, không gặp phải quá nhiều trở ngại. Nhưng mà sang đến bên phía Long Biên, khu vực Đàm Quang Trung là một điểm nút cũng đang rất đông các phương tiện. Tuyến đường Cổ Linh giao cắt với Thạch Bàn, khu vực ngã tư này, nhiều phương tiện cũng đã phải dừng ra để giữa ngã tư để dừng chờ đèn rồi. Rất nhiều những thông tin khó khăn. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nữa, Nguyễn Văn Linh cũng là một lộ trình sẽ gặp khó, từ Đàm Quang Trung cho đến Thạch Bàn và cả ở chiều ngược lại cũng sẽ có một đoạn đường gặp khó trên đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với đoạn phố Vũ Xuân Thiều. Những thông tin vẫn là khó khăn ở vào thời điểm hiện tại là 17:39. Những giai điệu âm nhạc đã vang lên rồi, bây giờ thì thay vì là cập nhật và đi với một tốc độ rất chậm, vành đai 3 qua bến xe nước ngầm di chuyển chậm cả đường trên cao và đường bên dưới, quan sát của bạn Bình trong lộ trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.